Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng thanh tra giao thông đã tập trung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe và thay đổi kích thước thành thùng chở hàng của xe ô tô tải. Cùng với công tác tuyên truyền và ký cam kết, lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát tải trọng xe. Lực lượng đã tập trung các tuyến đường có nhiều xe quá tải. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với tổng số tiền trên 525 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020, lực lượng chức năng đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng và các hành vi vi phạm khác. Qua đó phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 16 trường hợp xe có kích thước không đúng thiết kế nhà sản xuất, tự ý cải tạo kết cấu kích thước thùng xe chở hàng vượt trọng tải cho phép với tổng số tiền phạt hơn 86 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu người vi phạm khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật như ban đầu của xe theo quy định.